chúng ta thưởng thức bài thơ Hướng về quê mẹ, chung tay chống dịch của thi sĩ Ngọc Vân, qua giọng âm của Ưng Gia Hiếu, một người con đất quê nhà Hải Dương. Hải Dương ơi, mấy đêm nay không ngủ, dịch tới rồi ủ rũ một miền quê. Tôi ở Na trời Nam, tâm trạng nặng nề. Tôi ở trời Nam, tâm trạng nặng nề, thương xứ Đông, thương vùng quê xứ vải. Quyết thắng quê tôi, xóm thùng xóm như bài, cầm chết kỳ tay, mãi miết chân đi. Nghe quê hương mình dịch đã tìm về. Thanh Hà ơi, thấy tim mình thắt lại. Nghe vị đắng đã lẫn trong vị vài. Muốn trở về bên cạnh mẹ thân yêu, muốn được sẻ chia dù ít dù nhiều, cùng quê hương góp sức mình chống dịch. Thấy vững lòng khi quê ta bình tĩnh, quyết đối đầu bằng biện pháp cách ly. Trên dưới đồng nòng nào có xa gì, hào khi xứ Đông bừng trong huyết quản. Chống dịch gian nan, nòng dân chẳng quyết chí đồng nòng giữ thế tiến công. Với sự chung tay cả nước một lòng, Hải Dương sẽ sớm dẹp tam COVID. Giờ là lúc chúng ta cần đoàn kết, trước quân thù chỉ biết có tiến công. Nơi phương Nam xin góp một tâm lòng, gửi quê mẹ ơi, mong chờ ngày chiến thắng. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài thơ Thương về quê mẹ, chung tay chống dịch của thi sĩ Ngọc Vân tại thành phố Hồ Chí Minh.